Xin chào tất cả các em. Các bạn ơi, hiện tại thì chị đã có mặt ở đây rồi. Chào mừng các bạn quay trở lại với chuỗi những buổi phát trực tiếp phục vụ cho kỳ thi ôn thi giữa kỳ của chúng mình nhé. Các bạn đã có mặt ở đây chưa nào? Đây sẽ là buổi học lý thuyết cuối cùng của khóa học miễn phí này. Sau buổi hôm nay thì ngày mai chúng ta sẽ có một bài thi thử. Và buổi chủ nhật thì chị sẽ chữa đề thi thử cho chúng mình nhé. Xin chào các bạn. Rồi, xin chào các em. Các bạn đã đi học về chưa? Rồi, chị đã thấy có những bạn vào học rồi đây. Buổi sáng ngày hôm nay chị đã nhận được rất nhiều những câu hỏi của các bạn liên quan đến phần nghị luận xã hội. Chị có tổng hợp lại và thấy là chúng mình thắc mắc chủ yếu ở những cái nội dung như sau. Thứ nhất, đó chính là cách diễn đạt. Cách diễn đạt các bạn mong muốn là làm sao vừa đủ ý mà vẫn phải có sự đặc sắc, đúng không nào? Thứ hai là cách phân biệt giữa hiện tượng đời sống và tư tưởng đạo lý. Đó. Và thứ ba là việc mà chúng mình hỏi những đề cụ thể. Thế thì thay vì việc là trong một buổi đi giải quyết từng đề cụ thể thì hôm nay chị sẽ hướng dẫn chúng mình cái phương pháp làm nhá. Để xong rồi các em sẽ áp dụng vào từng đề bài khác nhau. Đồng ý với chị không nào? Rồi, xin chào các bạn. À, nhưng mà trước khi đi vào buổi học hôm nay thì chị muốn thông báo và hướng dẫn các bạn để chúng ta tham gia thi thử vào buổi ngày mai nhá. Buổi tối ngày mai chúng ta sẽ có một bài thi thử. Đó. Buổi tối ngày mai chúng ta sẽ có một bài thi thử và thời gian cụ thể là vào 20 giờ tối thứ bảy. Đó, được chưa nào? Bài thi thử này thì sẽ dành cho tất cả các bạn luôn. Các em đều có thể tham gia nếu như mà bạn nào muốn thử sức, kể cả những bạn mà chúng mình đã thi học kỳ đã thi giữa kỳ rồi hay là những bạn chưa thi, thì chị nghĩ đây là một cái cơ hội để chúng ta tự tính giờ làm bài này, để chúng ta thử sức xem là những cái kiến thức mình đã học thì có thể áp dụng được như thế nào nhá. Đồng ý với chị không? Đó, bài thi thử sẽ diễn ra vào 20 giờ tối thứ bảy và chúng mình sẽ thi trong khoảng 90 phút. Đó, cách thức thi thì sẽ là đến giờ chị sẽ đăng đề ở trên fanpage này. Sau đó các bạn vào lấy đề này, chúng mình tự tính giờ, chúng mình làm. Và khi mà hết giờ thì chị sẽ đăng bài để các bạn nộp bài tại đó. Nhưng chúng mình phải nộp đúng giờ, hết khoảng độ 15 phút, chị sẽ để 15 phút để cho các bạn nộp bài. Sau đó thì chị sẽ khóa bình luận và tất cả những bạn mà nộp sau cái thời gian đấy thì đều không thể nộp được và sẽ không được tính là hợp lệ. Đó, nên là chị rất mong các bạn có thể sắp xếp thời gian để chúng mình tham gia bài thi thử này. Đối với các bạn tham gia thi thử, chúng ta sẽ nhận được những cái phần quà rất là hấp dẫn, được không nào? Chúng ta sẽ nhận được những cái phần quà rất là hấp dẫn này. Đó. Đối với top 3 bạn có số điểm cao nhất thì sẽ được nhận những phần ưu đãi về khóa học ôn thi cuối kỳ. Ví dụ như là bạn được điểm cao nhất thì sẽ nhận được ưu đãi giảm 70% học phí. Rồi bạn điểm cao số 2 thì sẽ được giảm 50% học phí. Và bạn điểm cao số 3 thì sẽ được giảm 30% học phí. Đó, đối với 3 bạn điểm cao nhất nhá. Còn đối với tất cả các bạn tham gia thi thử thì chúng mình đều được nhận những ưu đãi liên quan đến khóa học ôn thi cuối kỳ. Đó là phần quà dành cho những cái sự cố gắng cũng như là sự nghiêm túc trong quá trình học, trong cái quá trình mà chúng mình ôn thi giữa kỳ như thế này. Đồng ý với chị không nào? Đó, thế nên là 20 giờ tối mai chúng ta sẽ gặp lại nhau thông qua đề thi thử này nhá. Các bạn hãy ôn tập thật là chi tiết, thật là kỹ lưỡng, kể cả về văn bản này và cả về những kiến thức tiếng Việt nữa, rồi nghị luận xã hội để chúng ta cùng thử sức với đề bài này xem sao. Đồng ý với chị không? Các bạn làm bài thi thử thì chúng mình sẽ đều được chấm nhá. Đó, các bạn nộp bài thì sẽ đều được chấm, được góp ý từ thi học văn chị Hiên. Rồi, đó là về bài thi thử buổi tối ngày mai. Còn quay trở lại với nội dung ngày hôm nay chúng ta sẽ ôn tập về nghị luận xã hội, là mảng kiến thức lý thuyết cuối cùng ở trong chiến dịch ôn thi giữa kỳ miễn phí này, đúng không nào? Rồi, thế thì về nghị luận xã hội, trước tiên về một cái nhìn tổng quan thì các bạn có thể hình dung là từ năm lớp 6 cho đến bây giờ chúng ta đã từng trải qua những cái dạng đề nghị luận xã hội như thế nào ạ? À, có thể chia ra thành hai cái dạng chính nếu như xét về hình thức. Xét về hình thức thì chúng ta đã từng làm bài về bài văn nghị luận xã hội, nhưng mà bây giờ thì chủ yếu chúng mình làm về đoạn văn nghị luận xã hội, đúng không nào? Thế thì từ bài văn với đoạn văn thì khác gì nhau? Hiện nay vẫn còn rất nhiều bạn có suy nghĩ rằng là đoạn văn là một bài văn thu nhỏ. Tức
Tức nghĩa là tất cả các ý của bài văn thì chúng mình làm sao viết ngắn gọn lại. Bình thường viết trong bài thì khoảng độ 3 câu thì bây giờ viết trong đoạn khoảng một câu thôi. Đấy, thế là như vậy là đã thành một đoạn văn. Không phải như vậy nhá. Ở đây chúng mình cần hiểu này, đoạn văn là một cái đoạn mà chúng ta sẽ đi sâu vào một khía cạnh của vấn đề thôi. Trong khi bài văn thì sẽ cần phải bàn luận về toàn bộ vấn đề đó. Ví dụ về vấn đề lòng nhân ái chẳng hạn nhá. Về vấn đề lòng nhân ái thì nếu như viết bài văn chúng ta phải bàn luận đầy đủ cả về biểu hiện này, cả về ý nghĩa vai trò này, đúng không? Đó, rồi bài học này, vân vân. Thế nhưng mà trong đoạn văn ấy thì thường đề bài sẽ chỉ hỏi chúng ta hoặc là nêu suy nghĩ của em về biểu hiện của lòng nhân ái chẳng hạn, hoặc là nêu suy nghĩ của em về vai trò ý nghĩa của lòng nhân ái chẳng hạn. Tức nghĩa là ta chỉ nêu về một khía cạnh thôi, bàn luận về một khía cạnh thôi. Nên là từ điều đó, các bạn đừng bị áp lực trong việc là đoạn văn của mình thì phải cố nhồi nhét cho bằng được tất cả các ý của bài văn nhá. Đó, nếu như vậy thì đoạn văn của chúng ta sẽ không đi sâu vào được cái khía cạnh mà đề bài hỏi. Thêm nữa, không đủ thời gian và chắc chắn sẽ bị lố về dung lượng. Đúng chưa nào? Chắc chắn sẽ bị thừa về dung lượng. Đấy, thế nên là chị rất là mong là chúng mình có thể để ý về phần đó để chúng ta xác định một đoạn văn nghị luận xã hội thì cấu trúc sẽ như thế này nhá, được không nào? Hôm nay chúng ta sẽ học kỹ về dạng đoạn văn. Đoạn văn nghị luận xã hội. Rồi, về đoạn văn nghị luận xã hội thì chúng ta sẽ có 3 phần. Đó là phần mở đoạn, phần thân đoạn và phần kết đoạn. Chị nói về mở đoạn và kết đoạn trước nhé, bởi vì đây là những phần mà chúng ta có thể hình dung trước được. Còn phần thân đoạn thì là nó khác nhau rất là nhiều giữa hai dạng, thế nên là chị sẽ nói về mở đoạn và kết đoạn trước. Trong phần mở đoạn này thì chị khuyên chúng mình là chúng mình chỉ viết trong khoảng từ 1 đến 3 câu thôi. Đoạn văn của chúng mình thường giới hạn khoảng 200 chữ, đúng không nào? Thế thì khoảng 200 chữ là chúng ta sẽ viết khoảng độ 2 phần 3 mặt giấy thi. Đấy, 2 phần 3 trang giấy thi. Thế nên là với cái khuôn khổ như vậy thì chúng ta nếu như mà chia ra dạng câu ấy thì các bạn viết làm sao trong khoảng bao nhiêu câu để mà cái dung lượng nó chỉ dao động từ 2 phần 3 tối đa nhá, tối đa là một trang giấy thi thôi. Nhiều khi viết một trang giấy thi vẫn bị trừ điểm về mặt dung lượng đấy. Nên là tốt nhất là chúng ta cố gắng viết thật là chắc chắn, thật là ngắn gọn, chứ chúng mình sẽ không thể dài dòng, không thể lan man ở trong đoạn văn này được. Thế trong khuôn khổ 1 đến 3 câu của phần mở đoạn thì chúng mình nên viết như thế nào? Các em nên có một câu để dẫn dắt và sau đó thì chúng ta nêu ra vấn đề nhá, được không nào? Một câu để dẫn dắt. Và khoảng từ 1 đến 2 câu để nêu vấn đề. Vấn đề này là chúng mình phải xác định từ trong đề bài nhá. Đó, các em sẽ đọc kỹ đề bài và thường ấy, vấn đề nghị luận sẽ nằm sau chữ về. Ví dụ như là nêu suy nghĩ của em về. Đó, thì sau chữ về đó thì sẽ là vấn đề nghị luận. Ví dụ bây giờ các bạn xác định cho chị vấn đề nghị luận của những đề bài sau. Đề bài thứ nhất, nêu suy nghĩ của em về biểu hiện của lòng nhân ái. Nào, thế thì với đề bài như vậy thì các bạn xác định cho chị là vấn đề nghị luận là gì? Nêu suy nghĩ của em về biểu hiện của lòng nhân ái. Nào, bây giờ các bạn xác định cho chị là đề bài đó có vấn đề nghị luận là gì? Và trong mở bài ta cần phải nêu được vấn đề nghị luận gì? Trong phần mở đoạn. Nào, suy nghĩ của em về biểu hiện của lòng nhân ái. Các bạn nhớ xác định đầy đủ các khía cạnh của vấn đề nhá. Đấy, thấy chị thấy ngay là đã có những bạn là chúng mình chưa xác định rõ rồi đây này. Ở đây vấn đề nghị luận của chúng mình phải là biểu hiện của lòng nhân ái nhá. Biểu hiện của lòng nhân ái. Biểu hiện của lòng nhân ái. Nếu chúng ta chỉ xác định lòng nhân ái không là chúng mình bị thiếu rồi đấy. Được chưa nào? Nếu chúng mình chỉ xác định lòng nhân ái không là chúng mình bị thiếu rồi đấy. Và có rất nhiều bạn hiện nay là cứ nhìn thấy một vấn đề nổi cộm như thế này là vội vàng xác định đó là vấn đề nghị luận. Chưa phải các em nhá, chúng ta phải xác định thêm cái khía cạnh mà đề bài muốn hỏi rõ ở đây.
đó là biểu hiện. Nếu như hỏi về lòng nhân ái thì chúng ta phải biết cả về biểu hiện, cả về vai trò, ý nghĩa, đúng không? Nhưng ở đây đề bài chỉ hỏi về biểu hiện không thôi, nên các bạn phải xác định rõ cho chị nhá. Được chưa nào? Đó, thế thì với ví dụ này thì từ đây chúng ta nhớ là khi đọc đề bài các bạn gạch chân cho chị cái vấn đề nghị luận và nó là toàn bộ cái phần mà nằm sau chữ vẻ. Nhớ chưa? Chứ không phải là chỉ có một cái gì chúng ta nghe quen quen là chúng ta xác định vội đấy là vấn đề nghị luận đâu. Rồi, thế thì với những cái phần xác định được vấn đề nghị luận như vậy rồi thì trong phần mở đoạn chúng ta nên viết như thế nào? Ở đây thì chị có hướng dẫn chúng mình, các bạn ở trong khóa VIP đợt vừa rồi ôn tập về nghị luận xã hội chị cũng đã hướng dẫn rồi đấy, là có hai cái cách viết mở đoạn tương ứng với nghị luận xã hội về tư tưởng đạo lý và hiện tượng đời sống. Ví dụ về tư tưởng đạo lý chúng ta có thể viết như thế này. Chị áp dụng luôn vào đề bài này nhé. Ví dụ này, mỗi chúng ta trong cuộc đời đều mong muốn được tỏa sáng, được khẳng định giá trị của riêng mình như những ngôi sao trên bầu trời kia luôn lấp lánh theo một cách riêng và biểu hiện và lòng nhân ái với những biểu hiện cụ thể trong đời sống chính là một tia sáng không thể thiếu tạo nên vầng hào quang cho mỗi người. Đó, được không nào? Nhớ ở đây này, chị sẽ dùng cái câu dẫn dắt mà câu này các em dùng có thể dùng cho mọi vấn đề về tư tưởng đạo lý luôn. Ví dụ là gì? Mỗi chúng ta trong cuộc đời đều mong muốn được tỏa sáng, được khẳng định giá trị của riêng mình như những ngôi sao trên bầu trời kia luôn lấp lánh theo một cách riêng. Và lòng nhân ái với những biểu hiện cụ thể trong đời sống là một tia sáng không thể thiếu tạo nên vầng hào quang cho mỗi người. Trong khuôn khổ một câu nhé. Duy nhất một câu thôi. Đó, câu này hơi dài nhưng trong câu đó vừa có phần dẫn dắt lại vừa có phần nêu ra vấn đề. Được không nào? Đó, và cái phần vấn đề chúng mình nêu ra ấy, là phải thật là linh hoạt nhá, phải thật là linh hoạt áp dụng vào. Các em có thể là áp dụng cái cấu trúc như chị vừa mới nêu. Được không? Thế còn đối với phần về nghị luận xã hội, về hiện tượng đời sống đi, thì chúng mình sẽ có một phần mở đoạn mẫu như thế nào để áp dụng được cho nhiều những vấn đề hiện tượng đời sống. Ở đây vấn đề về hiện tượng đời sống ví dụ như là hãy nêu hậu quả của sự vô cảm trong đời sống hiện nay chẳng hạn, được không nào? Hãy bàn luận về hậu quả của sự vô cảm, vô trách nhiệm, vô cảm trong cuộc sống hiện nay thì chúng ta có thể viết như thế này. Nếu ví cuộc sống là một bức tranh muôn màu muôn vẻ thì chắc hẳn đó ở đó sẽ có màu xanh của niềm tin, hy vọng, có sắc đỏ của tình cảm yêu thương, có sắc tím của sự thủy chung gắn bó, và thật đáng buồn khi trong bức tranh ấy còn có những mảng xám đen của sự vô cảm. Sự vô cảm có đã để lại những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đấy, được không nào? Đầu tiên là chúng ta nêu ra vấn đề, sau đó khẳng định cái khía cạnh mà đề bài hỏi. Được không? Là và thật đáng buồn khi trong bức tranh ấy còn có những mảng xám đen của sự vô cảm. Lòng vô cảm đã để lại những hậu quả vô cùng nghiêm trọng trong cuộc sống. Đó, chúng ta có thể viết như vậy trong phần mở đoạn. Được không? Các bạn hình dung ra chưa? Ở đây, những phần mà chị vừa mới đọc thì các bạn đều có thể áp dụng được cho những đề bài khác nữa, không những là đề bài chị lấy ví dụ, bởi vì là đó là những phần dẫn dắt rất phù hợp với cả dạng tư tưởng đạo lý và hiện tượng đời sống, nên các em có thể tham khảo nhé. Bên cạnh đó thì còn rất nhiều những cách viết mở đoạn khác mà chúng ta có thể tham khảo ở trong cuốn Sổ tay chinh phục nghị luận xã hội. Trong đó có những cái hướng dẫn viết mở đoạn và kết đoạn cũng rất là hay, các bạn có thể linh hoạt áp dụng. Được không? Rồi, xong về phần mở đoạn nhá. Nhớ cho chị này, phần mở đoạn sống chết chúng ta phải nêu ra được vấn đề cho chị. Được chưa? Phải nêu ra được đầy đủ vấn đề cho chị. Đấy là phần quan trọng nhất. Sau đó này, sang phần thân đoạn thì trước khi đi vào từng dạng cụ thể, chị mong muốn các bạn hình dung ra cho chị một cái cấu trúc chung nhá, một cái cấu trúc chung cho cái phần bàn luận của chúng mình, cho phần thân đoạn của chúng mình. Được không nào? Đây này, ở trong phần thân đoạn thì dù trong đề bài nào chúng ta cũng cần có những cái ý như sau. Thứ nhất là giải thích hoặc là khẳng định vấn đề. Đối với vấn đề mà đó là một nhận định có nhiều những cái hình ảnh có ý nghĩa ẩn đằng sau thì chúng ta sẽ cần phải giải thích. Còn đối với những vấn đề mà nó đã hiển hiện rồi, đã tường minh rồi thì chúng ta cần phải khẳng định lại vấn đề thôi. Thế nên ở đây là chị nêu là giải thích hoặc là khẳng định vấn đề nhá. Sau đó chúng ta sẽ đi vào phân tích và bàn luận.
Đấy chưa? Sau khi phân tích và bàn luận xong thì chúng ta sẽ cần phải chứng minh thông qua những dẫn chứng cụ thể. Rồi, và nếu như chúng ta có dung lượng vẫn còn thoải mái thì các bạn có thể đưa thêm phần mở rộng vấn đề vào đây. Đó có thể là phần phê phán này, hoặc là nhìn nhận vấn đề theo một góc cạnh khác, theo một cái góc nhìn khác. Được không nào? Chị gọi phần đó là mở rộng vấn đề. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ đưa ra bài học và liên hệ bản thân. Tại sao chị lại gọi đây là một cái cấu trúc chung ạ? Bởi vì cả dạng về tư tưởng đạo lý hay hiện tượng đời sống thì đều là triển khai từ cái cấu trúc này mà ra. Nên với cái thắc mắc của các bạn là làm như thế nào để trong đoạn văn của em được đủ ý thì các bạn nắm chắc cho chị cái cấu trúc như thế này. Được chưa nào? Nắm chắc cho chị từng phần như thế này. Được chưa? Rồi, bây giờ sẽ đi vào chi tiết từng dạng này. Đầu tiên là dạng về tư tưởng đạo lý. Và sau đó là dạng về hiện tượng đời sống. Cách để chúng mình phân biệt hai cái dạng này này, tư tưởng đạo lý thì sẽ là dạng mà chúng ta cái vấn đề đó nó sẽ đề cập đến về mặt suy nghĩ, tư tưởng của con người và thường ấy, thường thì đó là một vấn đề xuyên suốt trong cuộc sống của con người rồi. Ở thời đại nào chúng ta cũng có thể bàn luận được về nó. Ví dụ như lòng nhân ái, đúng không? Hay là ví dụ như là tinh thần đoàn kết. Đó, thì đấy đều là những cái vấn đề nằm trong tư tưởng của con người. Nó có thể làm nên tính cách của con người. Và trong thời đại nào chúng ta cũng có thể bàn luận được về nó. Trong thời kỳ phong kiến chúng ta cũng có thể bàn luận được về tinh thần đoàn kết. Khi mà những năm mà nhà Trần đã đánh thắng quân quân Mông Nguyên, đúng không nào? Với cái hào khí Đông A ngút trời như vậy, được làm nên từ tinh thần đoàn kết của nhân dân. Nhưng trong thời đại hiện nay chúng ta cũng bàn luận được về tinh thần đoàn kết. Bởi vì đó là một vấn đề tư tưởng. Và đã là cuộc sống của con người thì sẽ xuất hiện những cái vấn đề tư tưởng như thế. Còn hiện tượng đời sống ấy thì nó sẽ mang tính mới mẻ, cập nhật, được không nào? Nó sẽ mang tính nổi cộm cập nhật trong đời sống hiện nay. Đó, được không nào? Đấy, thì chúng mình có thể là dựa trên cái khía cạnh đó để chúng ta phân loại hai cái dạng này. Thế sau khi mà chúng mình phân loại xong ấy, nhưng mà thật ra khi mà các bạn nắm được cái cấu trúc này xong rồi ấy, thì các bạn cũng không cần phải quá quá nặng nề về việc phân loại hai dạng này đâu. Bởi vì đấy, chúng vẫn có một cái trục chung như thế này. Được không nào? Thế bây giờ nhá, nếu như các em muốn phân tích kỹ đi, muốn chia rõ ra đi, thì bây giờ đi vào từng dạng một. Đối với dạng tư tưởng đạo lý thì phần giải thích và khẳng định vấn đề là chúng ta sẽ giải thích theo từ khóa này, đúng không nào? Giải thích theo từ khóa, sau đó chốt lại là ý nghĩa của vấn đề đấy là gì, vấn đề mà đề bài đang muốn hỏi là gì. Nếu như đó là một nhận định thì các bạn phải rút ra được ý nghĩa của nhận định, đúng không nào? Rồi, sau đó chúng ta đến với phần phân tích và bàn luận. Phần phân tích và bàn luận của tư tưởng đạo lý thì thường sẽ có những khía cạnh như sau, sẽ có biểu hiện của vấn đề này. Được chưa? Sẽ có vai trò hoặc ý nghĩa này. Được chưa? Rồi, và trong khuôn khổ một đoạn văn ấy thì đề bài thường sẽ chỉ hỏi chúng mình hoặc là về biểu hiện hoặc là về vai trò ý nghĩa thôi. Chứ sẽ không hỏi chúng ta về tất cả đâu. Nếu như hỏi chúng mình về tất cả như thế thì đấy không phải là một đề bài chuẩn mực rồi. Đối với chị là như vậy. Đề bài đúng ấy, trong khuôn khổ một đoạn văn thì sẽ hỏi chúng ta là một khía cạnh của vấn đề thôi, thì chúng ta mới có cơ hội bàn luận kỹ và đi sâu được chứ. Chứ nếu như mà bắt chúng mình là phải viết một bài văn thu nhỏ trong khuôn khổ một đoạn văn thì như vậy là chưa được rồi, đúng không nào? Đấy, thế nên là trong sau khi chúng mình giải thích và khẳng định vấn đề xong thì chúng mình sẽ bước sang phần phân tích và bàn luận. Phân tích và bàn luận tức nghĩa là chia tách đối tượng ra thành những phần nhỏ khác nhau. Đó, được không nào? Và đi trả lời những cái câu hỏi để làm rõ từng cái khía cạnh đấy một. Ví dụ, khi đề bài hỏi về biểu hiện của vấn đề, chúng ta sẽ đi trả lời cho câu hỏi là vấn đề đó như thế nào? Được không nào? Vấn đề đó như thế nào? Đó, được chưa? Nếu trong phần giải thích là ta đi trả lời cho câu hỏi là gì, thì đến phần biểu hiện ta sẽ đi trả lời cho câu hỏi như thế nào? Người mang cái tư tưởng đó thì sẽ như thế nào? Những người không mang tư tưởng đó thì sẽ như thế nào? Được chưa? Đấy, đấy chính là biểu hiện của vấn đề đấy. Đấy chính là biểu hiện của vấn đề. Được không? Còn về vai trò và ý nghĩa của vấn đề thì ta sẽ đi trả lời cho câu hỏi là ý nghĩa của vấn đề này đối với từng cá nhân là như thế nào?
và đối với cộng đồng thì ra sao? Được không? Vậy là bí kíp ở đây để các bạn không bị thiếu ý này là thay vì việc chúng ta viết một cách không có cái định hướng trước ấy, được không? Kiểu như là viết đến đâu hay đến đó ấy, thì các bạn nên nhìn nhận một cách tổng quan, đi từ cái chung đến cái riêng, đi từ cái chung nhất cho đến từng cái ý nhỏ một. Hãy chia tách cái vấn đề mà ta cần phải làm rõ ra thành từng cái khía cạnh, có cái tiêu chí phân loại khác nhau luôn nhá, được không nào? Ví dụ hỏi về vai trò và ý nghĩa của vấn đề. Bây giờ chúng ta băn khoăn là làm như thế nào để bàn luận được toàn diện về vai trò và ý nghĩa của vấn đề đây. À, thì bây giờ ta thấy là mỗi vấn đề tư tưởng đạo lý ấy, nó đều có ý nghĩa đối với từng cá nhân. Và khi từng cá nhân đạt được điều đó rồi thì sẽ có ý nghĩa đối với cả cộng đồng. Như vậy ta có thể chia cái phần vai trò và ý nghĩa này ra thành hai luận điểm. Một là vai trò ý nghĩa đối với từng cá nhân. Ví dụ như là ở lòng nhân ái thì có ý nghĩa như thế nào đối với từng cá nhân? Nó sẽ giúp cho từng cá nhân có thể phát huy được khả năng của mình này, đúng không nào? Sẽ giúp cho từng cá nhân dang rộng vòng tay yêu thương đối với mọi người này. Đó, sẽ giúp cho từng cá nhân đến gần với nhau hơn này, chia sẻ với nhau những cái tình cảm, những cái giá trị vật chất và những giá trị tình cảm, giúp cho cuộc sống của mỗi người trở nên tốt đẹp hơn, ý nghĩa hơn. Đó, xong về từng cá nhân rồi, xong chúng ta nêu là nếu khi mỗi người, đúng không nào, khi mỗi người trong xã hội đều mang trong mình lòng nhân ái thì cả xã hội sẽ cùng nhau phát triển, sẽ tràn ngập tình yêu thương và giàu tinh thần đoàn kết. Đó, đúng không nào? Mọi thách thức, mọi cái vấn đề thách thức trong đời sống hiện nay, nếu như mỗi cá nhân trong cộng đồng đều mang trong mình lòng nhân ái thì cả cộng đồng đó sẽ cùng kề vai sát cánh để vượt qua những cái khó khăn và thách thức. Được chưa? Đấy, thế là có phải là chị đã viết xong phần bàn luận rồi không? Đúng không nào? Có phải là chị đã viết xong phần bàn luận rồi không? Đó là, đây là cái phần mà các bạn băn khoăn nhiều nhất, đúng chưa nào? Là phần mà chúng ta không biết phải viết như thế nào để đủ ý cả. Thường, bởi vì là do các em cứ viết đến đâu hay đến đó thôi. Chúng mình không định hướng trước, không chia tách ra thành các ý trước. Thì bây giờ, trong cái buổi hôm nay chị hướng dẫn như vậy, các bạn hãy thử áp dụng xem sao nhá. Là trước khi chúng mình đi vào viết ý, chúng mình hãy định hình là cái vấn đề mà đề bài hỏi này, chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi nào để làm rõ cho vấn đề ấy. Đấy, được chưa? Nhớ, chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi nào để làm rõ cho vấn đề ấy. Rồi, đó là phần mà chúng mình phân tích và bàn luận. Đến phần chứng minh ý, là phần mà chúng ta sẽ đưa ra những cái dẫn chứng để chúng ta làm rõ những cái lý thuyết, làm rõ những cái lý lẽ mà chúng ta đã đưa ra. Nhưng cái phần này ý, thì vị trí của nó không cố định nhá các em nhá. Vị trí của nó không cố định. Hoặc là các em đưa ra sau khi đã bàn luận xong hết rồi, hoặc là các bạn sẽ đan cài vào từng ý bàn luận. Ví dụ đầu tiên chúng ta nêu ra là ý nghĩa của lòng nhân ái đối với mỗi người, và ta sẽ đưa ra một dẫn chứng tiêu biểu ở đó. Sau đó chúng ta đưa ra ý nghĩa đối với cả cộng đồng, người ta lại đưa thêm một dẫn chứng như vậy nữa cũng được nhá. Đó, ở đây cái phần dẫn chứng này này, cái phần chứng minh qua dẫn chứng này này, thì chúng mình vị trí của nó là không cố định. Các bạn có thể là đưa ra sau khi chúng ta bàn luận xong hết rồi, hoặc là chúng ta sẽ đan cài vào từng ý bàn luận một cũng được. Được không nào? Nhớ, cũng được, không sao hết. Nhưng lưu ý cho chị, dẫn chứng chúng ta phải đảm bảo những cái yêu cầu như sau. Thứ nhất, đó là những dẫn chứng người thật việc thật. Được không nào? Đưa ra những dẫn chứng người thật việc thật, những tấm gương ở trong đời sống thì nó mới có tính thuyết phục được. Thứ hai, cách đưa dẫn chứng của chúng mình ấy, thì sẽ gồm có hai cách. Cách một là các bạn sẽ liệt kê dẫn chứng ra. Nếu như chúng ta có nhiều những dẫn chứng tương đồng với nhau thì chúng ta có thể liệt kê ra. Được không nào? Liệt kê và không cần phân tích kỹ. Còn nếu chúng ta chỉ có một dẫn chứng thì các bạn đảm bảo cho chị là phải nêu dẫn chứng và sau đó là phân tích dẫn chứng xem là dẫn chứng đó phù hợp với vấn đề của mình như thế nào. Được chưa? Nhớ, đó, nêu ra và phải phân tích kỹ dẫn chứng. Đấy, thì đấy là những cái yêu cầu mà chị đưa ra để các bạn tuân thủ theo đó thì chúng ta sẽ có được những cái dẫn chứng hay đưa vào trong bài của mình. Được không nào? Rồi, sau đó cái phần mở rộng vấn đề này này, phần mở rộng vấn đề này thì là phần không bắt buộc ở trong đoạn văn của mình. Là phần không bắt buộc trong đoạn văn của mình. Chị có theo dõi những cái đáp án của các sở giáo dục trong các đề thi vào 10 ấy, thì phần phê phán ấy hoàn toàn là không phải là phần bắt buộc ở trong đoạn văn của mình đâu. Đoạn văn của mình nếu như xét theo cái việc là đã làm rõ vấn đề hay chưa ấy, thì đây là phần bàn luận. Người ta sẽ xem chủ yếu vào phần bàn luận của chúng mình. Thế nên là khi mà chúng mình viết đến phần chứng minh rồi mà dung lượng không còn nhiều nữa, các bạn có thể chuyển sang phần kết đoạn luôn, nêu ra bài học liên hệ bản thân luôn. Được không? Còn nếu chúng
mình còn dung lượng thì các bạn có thể đưa phần mở rộng vấn đề này vào là phê phán những cái vấn đề đi ngược lại với cả tư tưởng đạo lý đúng đắn trong cuộc sống của con người này, hoặc là chúng mình nhìn nhận vấn đề theo một cách khác. Ví dụ chúng ta bàn luận về lòng nhân ái. Tuy nhiên, lòng nhân ái không phải lúc nào cũng phát huy được hết giá trị của nó nếu như nhận thức của con người có sự sai trái. Lòng nhân ái cần phải xuất phát từ sự chân thành. Còn nếu lòng nhân ái lại đội lốt những cái mong muốn, những cái ham, những cái hư vinh về mặt danh lợi thì đấy không còn là lòng nhân ái nữa rồi. Đúng không nào? Hay là chúng ta có thể nhìn nhận bằng cái khía cạnh là cách cho hơn của cho, đúng không? Của cho không bằng cách cho. Lòng nhân ái là sự sẻ chia những cái giá trị vật chất và tinh thần. Thế nhưng cách mà chúng ta sẻ chia những điều đó mới đem lại giá trị thiết thực, mới đem lại giá trị đích thực của lòng nhân ái. Ví dụ như vậy. Được không? Đấy, thì nếu như chúng ta còn dung lượng thì chúng ta sẽ đưa phần này. Còn nếu không còn thì thôi, chúng ta sẽ chuyển sang phần bài học và liên hệ bản thân luôn. Được không nào? Trong phần bài học và liên hệ bản thân ý, thì chúng ta sẽ có bài học nhận thức và bài học hành động. Nhận thức là sau khi bàn luận xong thì ta hiểu ra được điều gì. Và từ việc hiểu ra được điều gì như thế thì chúng ta sẽ làm và thay đổi hành động hàng ngày ra sao. Phần này sẽ rất dễ bị rơi vào cái việc mà đoạn văn của mình bị sáo rỗng. Tức nghĩa các em có những cái cấu trúc nó đã rất quen thuộc rồi, đúng không nào? Từ vai trò của lòng nhân ái, mỗi người đã nhận thức được lòng nhân ái cần thiết như thế nào trong đời sống. Và từ đó có những hành động thiết thực để chia sẻ và gần gũi với nhau. Kiểu như vậy, đúng không? Các bạn hay viết như vậy. Tuy nhiên chúng ta bên cạnh cách viết đó còn rất nhiều những cách viết khác để cho phần bài học và liên hệ bản thân này không bị sáo rỗng và khô khan nữa. Các em hãy thử áp dụng như thế này xem sao. Được không nào? Nhớ, vẫn là đi từ hiểu cho đến làm. Nhưng mà chúng ta sẽ đưa ra những cái hành động cụ thể để chúng ta còn liên hệ bản thân ở đây nữa luôn. Đúng không? Nhớ, ví dụ như là gì? Lòng nhân ái có vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mỗi người. Đó như là hương thơm của những đóa hoa trong vườn hoa muôn màu muôn vẻ. Được không nào? Nhớ, đó là hương thơm của những đóa hoa trong vườn hoa muôn màu muôn vẻ. Mỗi người đều có một sắc hương riêng. Đó, được không nào? Mỗi người đều có một sắc hương riêng và ta có thể lan tỏa hương sắc của lòng nhân ái đối với mọi người xung quanh, đến với mọi người xung quanh bằng những hành động nhỏ nhặt hàng ngày. Ví dụ như là sẵn sàng giúp đỡ một bà cụ qua đường này, đúng chưa? Sẵn sàng lắng nghe những tâm sự của những học sinh đang phải đối diện với kỳ thi cuối cấp này, đúng không nào? Sẵn sàng dừng chân giúp đỡ những người đi trên đường khi họ gặp khó khăn, vân vân. Chúng ta hãy nghĩ ra những cái hành động thật là cụ thể ở trong đời sống để ta áp dụng và ta có thể lan tỏa được lòng nhân ái và đưa vào trong phần này, thì cái phần này của chúng mình nó sẽ không còn bị khô khan nữa, không còn bị sáo rỗng nữa, mà nó sẽ rất là thiết thực. Được không? Sẽ rất là thiết thực. Các bạn hãy thử xem sao nhá. Thì đó là về phần tư tưởng đạo lý. Vẫn là cái cấu trúc này, nhưng sang đến hiện tượng đời sống thì sẽ có những cái điều khác biệt này. Chúng ta vẫn cần phải đi giải thích và khẳng định vấn đề nếu như đó là những cái vấn đề, nếu như đó trong đó có những cái từ khóa rất là mới và có những cái từ khóa chúng ta cần phải giải thích. Còn nếu như không cần phải giải thích thì các bạn sẽ khẳng định lại vấn đề cho chị. Sau đó sang đến phần phân tích và bàn luận này, thì trong hiện tượng đời sống ý, phần này sẽ có rất là nhiều ý, đúng không? Chúng ta sẽ cần phải đi từ thực trạng này. Đó, nếu như đó là vấn đề tích cực thì sẽ là biểu hiện của vấn đề đó này. Sau đó nêu ra nguyên nhân này. Rồi hậu quả hoặc là ý nghĩa này. Đúng chưa? Sau đó nêu ra giải pháp này. Hoặc là biện pháp phát huy này. Đó. Có tận 4 ý như thế này ở trong phần phân tích và bàn luận của dạng hiện tượng đời sống cơ. Nhưng như chị đã nói đấy, là đề bài sẽ chỉ hỏi chúng mình về một trong 4 cái khía cạnh này thôi. Thế nên các bạn nhớ là phải xác định rõ từ trong đề bài. Nhớ chưa nào? Nếu như đề bài hỏi về biểu hiện của vấn đề thì ta lại đi trả lời cho câu hỏi là vấn đề đó thì biểu hiện ở trong cuộc sống hàng ngày như thế nào? Được không? Biểu hiện trong cuộc sống hàng ngày như thế nào? Nếu như hỏi về nguyên nhân thì chúng ta sẽ chia ra thành nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan.
Đúng không? Nguyên nhân chủ quan là xuất phát từ chính mỗi con người này. Còn nguyên nhân khách quan có thể đến từ những cái môi trường xung quanh như là nhà trường này, xã hội này, gia đình này, vân vân nhá. Hậu quả và ý nghĩa thì chúng ta cũng lại chia ra là hậu quả đối với từng người và hậu quả đối với gia đình, xã hội. Đó, được chưa? Còn giải pháp thì chúng ta cũng sẽ đi từ những cái giải pháp mà mỗi người có thể làm gì và sau đó thì toàn bộ xã hội cần phải quan tâm và có những cái hướng giải pháp ra làm sao. Được không? Đấy, tức nghĩa là khi mà chúng mình bàn luận ý và đã xác định rõ được khía cạnh mà đề bài cần phải làm rõ rồi thì các bạn sẽ đi trả lời những câu hỏi xoay quanh để làm sao làm tường minh cái vấn đề đó ra, làm rõ ràng cái vấn đề đó ra. Nhớ, về cách diễn đạt này, về cách diễn đạt thì đấy là phần mà các bạn rất băn khoăn đúng không? Em ơi, về cách diễn đạt ở trong phần thân đoạn ấy, chị mong muốn các bạn trước tiên này, đối với những bạn chúng mình chưa viết chắc về nghị luận xã hội, đối với khung điểm 2 điểm trên một đoạn văn nghị luận xã hội mà chúng mình hiện tại chỉ đạt được khoảng từ 0,75 đến 1 điểm thôi ấy, thì chị khuyên chúng mình là trong phần thân đoạn ấy, các bạn hãy dùng những cái từ để nêu nổi bật lên cái hệ thống ý của mình. Trước tiên là như thế này. Bên cạnh đó nêu ra ý thứ hai, cuối cùng nêu ra ý thứ ba. Nhớ, được không nào? Để làm cho đoạn văn của chúng mình thật là rõ ràng ra, thật là mạch lạc ra. Trước tiên là cứ như thế đi đã. Không ai trừ điểm chúng mình nếu như chúng mình viết những cách cơ bản như vậy đâu. Mà những cách như thế sẽ giúp cho đoạn văn của chúng mình rõ ràng hơn đối với những bạn mà đoạn văn vẫn chưa được điểm cao nhá. Được không nào? Bởi vì là nếu như bài văn chúng ta có thể xuống dòng, chúng ta có thể chấm xuống dòng để chia tách từng luận điểm và người đọc sẽ dựa vào từng đoạn văn đó để cho điểm chúng mình. Nhưng trong khuôn khổ một đoạn văn, nếu như các em không chủ động chia tách các ý rõ ràng ra ấy, thì rất khó để xác định là các bạn đã có ý này hay là thiếu ý này. Được không nào? Thế thì thay vì việc chúng ta gọi là thách thức người chấm như thế, thì chúng ta hãy làm rõ và chúng ta hãy đem lại những cái điểm cộng cho bài viết của mình bằng cách nào ạ? Hãy đưa cái phần bàn luận của mình trở thành một cái quy trình, được không nào? Từng bước một. Ví dụ nhá. Ví dụ, nên trở lại với biểu hiện của lòng nhân ái, được không nào? Hay là vai trò ý nghĩa của lòng nhân ái, chúng ta có thể viết là gì ạ? Trước tiên, lòng nhân ái có ý nghĩa, đúng không nào? Có ý nghĩa đối với cuộc sống của mỗi người. Sau khi nêu xong, chúng ta bên cạnh đó, khi mỗi người đều có mang trong mình lòng nhân ái thì cả xã hội sẽ phát triển và cùng đi lên. Được không nào? Cuối cùng, lòng nhân ái là một yếu tố không thể thiếu để tạo nên một cuộc sống có giá trị đối với mỗi chúng ta. Đấy, chia tách ra thành ba ý như vậy, được không? Thì như vậy là người đọc nhá, có thể những cái đoạn chúng mình dẫn dắt, những cái đoạn mà chúng mình bàn luận còn lủng củng một chút, nhưng chính những cái câu mà nêu rõ được hệ thống ý của các em sẽ giúp cho các bạn có được điểm. Bởi vì dù sao chúng ta đã đưa được ý đó vào rồi, đúng không nào? Chúng ta đã đưa được ý đó vào trong bài viết của mình rồi. Đấy, nên là hãy chọn cái cách đó nếu như chúng mình vẫn còn chưa chắc về nghị luận xã hội. Còn đối với những bạn chúng mình đã viết chắc rồi, chúng ta có thể là trau chuốt hơn cho cách diễn đạt của mình. Từ việc chuyển ý này hay là từ việc diễn đạt có hình ảnh. Ví dụ nhá, ví dụ như vừa rồi đấy. Chị có nêu, bình thường chúng ta sẽ nêu là lòng nhân ái là một cái khía cạnh và là một yếu tố không thể thiếu đối với một con người chân chính, đúng không nào? Đối với mỗi người muốn xây dựng những ý nghĩa riêng cho cuộc sống của mình. Bên cạnh cách diễn đạt như vậy thì các bạn có thể hình dung nếu mỗi người là một đóa hoa, đúng không nào? Thì lòng nhân ái chính là hương thơm tỏa ngát. Đấy, chúng ta có thể ví như vậy để chúng ta đưa vào trong bài viết của mình. Tức nghĩa là dùng những hình ảnh so sánh hoặc là ẩn dụ để ví cái vấn đề của nghị luận của mình trở thành cái vấn đề đó. Được không? Trở thành cái hình ảnh đó thì chúng ta sẽ có được cách diễn đạt có hình ảnh hơn thôi, sẽ hay hơn thôi. Đấy là cách đơn giản nhất, các bạn thử áp dụng xem sao nhá. Được chưa nào? Chúng mình thử áp dụng xem sao. Rồi, quay trở lại với phần về hiện tượng đời sống này. Hãy nhớ là trong phần bàn luận chúng ta hãy đi rõ và trả lời rõ từng cái câu hỏi cho chị. Rồi đến phần nêu dẫn chứng. Thì ở đây cái phần dẫn chứng này các bạn có thể là sau khi bàn luận xong hết rồi chúng mình sẽ nêu dẫn chứng, hoặc chúng ta sẽ đưa dẫn chứng vào từng cái phần này một. Được không nào? Nêu dẫn chứng về biểu hiện này, hoặc là đưa dẫn chứng vào phần nguyên nhân này, hoặc là dẫn chứng về hậu quả, hoặc là dẫn chứng về giải pháp. Rồi, được chưa? Còn phần mở rộng vấn đề này thì đơn giản rồi, đúng không nào? Nếu chúng ta bàn luận về một vấn đề tiêu cực thì chúng ta có thể mở rộng bằng cách là phát huy một vấn đề tích cực, trái ngược lại với điều đó. Còn nếu ta bàn luận về một vấn đề tích cực thì ta sẽ đi phê phán cái chiều hướng tiêu cực đi ngược lại với những tích cực ta đã bàn luận. Được chưa? Rồi, và phần bài học liên hệ bản thân thì tương tự với bên về tư tưởng đạo lý. Đó.
Đó là toàn bộ cái phần kiến thức mà ngày hôm nay chúng ta học về nghị luận xã hội. À, cuối cùng ấy, trong phần kết đoạn này thì chúng ta cũng có nhiều cách viết lắm, nhưng chúng ta cũng nên viết từ 1 đến 3 câu thôi nhá. Và chị vẫn mong muốn là làm sao các bạn có được một phần kết đoạn kiểu đầu cuối tương ứng với cả phần mở đoạn ý. Nếu như phần mở đoạn về tư tưởng đạo lý vừa rồi chúng ta đi từ hình ảnh của những vì sao, thì đến phần kết đoạn này các bạn cũng lại tiếp tục sử dụng hình ảnh như thế để tạo nên một cái sự trọn vẹn cho đoạn văn của mình. Ví dụ như là gì ạ? Như vậy, lòng nhân ái với những biểu hiện cụ thể trong đời sống chính là một tia sáng lấp lánh tạo nên vầng hào quang của mỗi người. Rồi là gì ạ? Trên bầu trời ngàn vạn vì tinh tú kia, hãy biến lòng nhân ái trở thành một hành trang giúp bạn tỏa sáng theo một cách riêng. Được không nào? Đấy, chúng ta có thể viết như vậy. Tương ứng với phần mở đoạn là ta dẫn dắt từ bầu trời với rất nhiều những vì tinh tú, thì bây giờ kết đoạn lại ta cũng tóm lại là để trở thành một cái ngôi sao luôn tỏa sáng theo một cách riêng như thế, thì ta cần phải mang theo vấn đề nghị luận. Ta cần phải có trong mình vấn đề nghị luận. Đúng chưa? Ta cần phải hiểu và thực hiện theo cái vấn đề nghị luận. Đó, hay là đối với phần về hiện tượng đời sống, vừa rồi trong phần mở đoạn là chị dẫn dắt từ hình ảnh là cuộc sống là một bức tranh, thì đến kết đoạn chị cũng sẽ kết lại ở bằng chính cái hình ảnh đó. Cuộc sống quanh ta muôn màu muôn vẻ, vẫn còn đó những mảng xám đen của sự vô cảm vô tâm, đúng không nào? Vẫn còn đó những mảng xám đen của sự vô cảm và vô tâm, nhưng bằng những tư tưởng và hành động tích cực, mỗi người hãy tô điểm những sắc màu tươi sáng cho bức tranh cuộc sống luôn chan hòa và ấm áp. Được không nào? Nhớ, thay vì việc là dùng cái sự vô cảm và lạnh nhạt để đối xử với nhau, mỗi người hãy dùng những tư tưởng và hành động tích cực, ấm áp để tô điểm nên sắc màu tươi sáng cho bức tranh cuộc sống luôn chan hòa và ý nghĩa. Đó, thế là như vậy, chúng ta mở tại đâu chúng ta kết tại đó thì sẽ dễ hơn, đúng không nào? Và phần này các bạn hoàn toàn có thể chuẩn bị trước, thử tham khảo cách viết của chị xem sao, được không nào? Thử tham khảo cách viết của chị xem sao, các bạn hãy thử áp dụng xem sao nhé. Nếu như tới đây có bài thi mà thi về nghị luận xã hội thì hãy thử áp dụng cách đó xem sao. Đấy là như vậy, chị đã giúp chúng mình giải quyết về mở đoạn và kết đoạn rồi nhé, không cần phải lăn tăn gì nữa, chỉ cần tập trung vào phần thân đoạn thôi, được chưa nào? Và đó là toàn bộ nội dung của buổi trưa ngày hôm nay đấy. Các bạn còn băn khoăn gì nữa không? Đây cũng là buổi lý thuyết cuối cùng của khóa học ôn thi giữa kỳ rồi. Đây là khóa học miễn phí diễn ra trong vòng một tuần này thôi. Ngày mai chúng ta sẽ có bài thi thử, và ngày chủ nhật thì chị sẽ chữa đề thi thử vào 12 giờ trưa các em nhé. Thế nên các bạn nhớ đón xem. Như vậy là chúng ta đã đi được cả một chặng đường rồi đấy. Nói là dài thì cũng không dài, nhưng mà nói là ngắn thì cũng không hẳn. Đã có 3 buổi sáng chúng ta thức dậy sớm cùng với nhau này, 2 buổi trưa áp dụng cách viết khác nhau này, đúng không nào? Chị rất mong là những cái kiến thức chúng ta học được và chị hướng dẫn cho chúng mình, các bạn có thể áp dụng được trong quá trình chúng mình làm bài thi nhá. Có những bạn thì chúng ta thi dạng đề này, nhưng cũng có những bạn thi dạng đề kia. Trong chiến dịch này chị cũng đã cố gắng để làm sao truyền tải được hết tất cả các dạng đề mà các bạn thắc mắc. Tuy nhiên, chắc chắn là vẫn còn đó những cái băn khoăn của chúng mình, đúng không? Thế nên các bạn có thể nhắn tin về cho chị, hoặc là chúng ta có thể tham khảo về khóa học ôn thi cuối kỳ. Khóa học ôn thi cuối kỳ chúng mình sẽ học trong 12 buổi và trải dài khoảng độ một tháng trước khi chúng mình thi. Thì chị nghĩ là cái khoảng thời gian đó vừa đủ để chúng mình nhìn lại toàn bộ kiến thức, ôn tập lại toàn bộ kiến thức, cả về kiến thức nền và cả về phương pháp làm bài. Chúng ta sẽ ôn về tất cả các văn bản trong học kỳ 1, từ văn học trung đại đến văn học hiện đại, kem nhé. Hơn nữa, học phí của khóa học hiện tại vẫn đang được ưu đãi rất là lớn. Và đặc biệt này, tham gia khóa học thì các bạn sẽ được tặng kèm một cuốn tài liệu các em nhé. Đó là tài liệu mà chúng ta vừa sử dụng ghi chép vào đó luôn, và đó cũng sẽ trở thành tài liệu ôn tập cho chúng mình luôn. Được không nào? Rất là hấp dẫn. Thế nên là đối với những bạn mà chúng ta suốt cả một học kỳ 1 vẫn còn đang chênh vênh, vẫn còn đang băn khoăn, nhưng mà vẫn muốn có được những số điểm cao trong kỳ thi cuối kỳ ấy, thì các bạn có thể tham khảo khóa học này. Được không nào? Rồi, và đó sẽ là nội dung của buổi học ngày hôm nay. Riêng với buổi hôm nay thì chúng mình sẽ chỉ cần tập trung để ôn tập cho kỳ thi, cho cái buổi thi thử ngày tối mai thôi. Thế nên hôm nay chúng ta sẽ không có thử thách kem nhé. Thử thách của chúng mình sẽ là nhìn lại toàn bộ những phần kiến thức chị đã hướng dẫn, ôn tập thật là chi tiết để buổi tối ngày mai chúng ta có bài thi thử.
Được không? Chị sẽ tổng hợp lại. Sáng ngày hôm nay chị cũng đã xem lại và thấy vẫn còn thiếu sót rất là nhiều những bạn mà đã nộp thử thách mà chị lại chưa ghi được vào trong bảng điểm danh. Thế nên là chị sẽ bổ sung thật là đầy đủ và sau đó công bố. Và tất cả những bạn đã thực hiện thử thách thì chúng mình sẽ nhắn tin về cho chị để được nhận những phần quà về tài liệu và video bài giảng nhá. Đồng ý với chị không? Rồi, đó, thế nên là tất cả các bạn 2K7 hiện tại nếu như chúng mình vẫn còn băn khoăn về môn văn hay là muốn tìm hiểu những khóa học phù hợp với tình hình hiện tại của mình thì nhắn tin về cho chị để được hướng dẫn, được không? Và ngày hôm nay là buổi học, gọi là buổi học lý thuyết cuối cùng của chiến dịch này rồi. Chị cũng muốn gửi lời cảm ơn đến các bạn, cảm ơn vì sự cố gắng của các em đã chăm chỉ dậy sớm này, đã chăm chỉ theo dõi, có những bạn ghi chép rất là đầy đủ, có những bạn thực hiện thử thách rất là nghiêm túc và tâm huyết nữa. Chị đều nhìn nhận được những điều đó. Thế nên là chị sẽ tổng hợp lại những bài thực hiện thử thách rất là hay và đặc sắc của các bạn để tất cả chúng mình cùng tham khảo nhé. Đồng ý với chị không? Bên cạnh đó thì các em cũng có thể là vào xem lại những bài đăng của chị mà các bạn nộp thử thách tại đó ấy. Đọc lên và sẽ thấy các bạn làm thử thách rất là tâm huyết và đó là sự chăm chỉ, là sự quyết tâm của chúng mình, nên chị trân trọng tất cả những điều đó. Được không? Rồi, còn bây giờ thì chúng mình dành thời gian nghỉ ngơi nhé. Đừng quên là trong tuần này khi chúng mình đăng ký khóa học cuối kỳ thì vẫn được hưởng những cái ưu đãi về học phí và tất cả các bạn tham gia chiến dịch này thì chúng mình đều được áp dụng ưu đãi nhé. Rồi, còn bây giờ thì chúng mình dành thời gian nghỉ ngơi thôi. Cảm ơn các em rất là nhiều vì đã tham gia trong chiến dịch. Và nhớ là thứ bảy tối ngày mai tham gia thi thử cùng với chị nhé. Tạm biệt các em và hẹn gặp lại các bạn ở trong bài thi thử tối mai. Bye bye!